ស្នេហ៍បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានដែលនិយមក្នុងគ្រប់គ្រងនៅចំណែកសម្បត្តិសុខភាពឯងដែលមើលមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះកំពុងតែតាមដានដែលតេតតឹងទៅនឹងអសត់បុរាណខ្មែរយើងក៏ដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ដឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់ណាបងប្អូនមិនបានស្គាល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទីលដែលរីកស្គូស្គីនៅអំឡុងពេលភ្លៀងបងប្អូនណា បាទដែលគេហៅថាប្រទីមហាលីឬក៏ប្រទីវិលវល់ទីវិលវល់គេដាក់តាំងកន្លែងរកស៊ីលក់ដូរបាទដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមកកន្លែងយើងគឺជាការលម្អមួយដែរបើមិនដូច្នេះយើងអត់មានការរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់ទេគ្មានឈើលម្អគ្មានការលម្អទេក៏វារៀងស្ងាត់ដែរបាទ dường mơ tư là họ là heo bấy chứ nè bây giờ miền ca miền đồ chip xếp xếp đảo nó mỏ của vì phải xa rồi sập từ tăng rục xì lục đồ dường phòng đài và trong chuyến đi bốc mai một tầng ngọc địa thà rục chip và tiêu thụ cho nên vì lo là về rồi đang liền nghề và rục chip ấy cái đó vì lo là về rồi đang liền đội tranh cá tại rục chip là chờ 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 thấm thấm mà vốn vì rích cú xí nơi ẩm lồng bê đá rọt đầy trẻ và vì chú xa lắc hay tỏ máu vì chân cả và ta trong này rụt chết và tíl và phê rụt chết và tíl với nhé này và đây kia hơi thà và tíl vụ át thông o tôi tam và tục tam ấy cả này dựng đã hạ cát với phí vì chân cả với khó vì rụt chết tâm thông môi chung nôn bạc và đây có mọi khát bê lúc nhóm lần này nóm bìa thả bà giàu đài bà rộng bà rán và chạc tung bà rộng bà rán mai dưới đại kênh dùng nằm bà tiên tiết lại lúc đố vì trái vì lùm ổ hay chìa lại tự tù bà nhiều hông xuôi và hai rộng chuyện mà chúm nương gái của chị ở sọt phòng đài bà tiên và bọc ôn mơ bà tiên tiết nhóm mày mê rộng chìm xây xây đài bọc phụ này tầm đẹp nôn để chấm nhìn bà tiên bà chân nè nâng nên bà chân nè bà đài dương dục một lọc đông mọi người dùng dục và hay dương mi bà tiên dùng cọc mà để chẳng chế đám mà bằng vốn dường mới nữa nâng hay vì rich không kia nâng hay chẳng bà tay lùm o bằng phát cư bà tìa vô vô rồi có mà hà lý bằng vốn ngay nhí ở nhóm bằng hai bà tìa khlạc lạc có rì bọc khlạc lạc bằng vốn bà sân chì bằng vốn chọn đăng ấy ai không mơ nâng thật ra vì tàu bọc nhóm mày lấy bà tìa xâm cọc thơ mạc rồi có bà tìa rùm lý đồng kí và nhóm chọn đàn đám hờ mà bằng vốn chọn mát ai tầm được tầm nồng máu và của mà miền tràng tê và miền cấm nọt rục chít mùi ni anh bà dê rục chít bà tì dùng cọc mạng vĩnh bằng vốn vì chia lẹ khả nạm hà hồng xuôi đáy vì chia liệp đáy hơi vì chia ọc sọt phòng đáy vì đọc bộ cài giả sức nó gặp chị bà và hãy bằng vốn nhưng miền bà tì hê phi lô trôn chị tràn và bà tì kinh cụ và dường bốn nó xa bà tì hơi bị lộn lùm o xem đâm chi đâm ấy phòng đáy này rồi bà tì hạc nhầm nâng bà bảo miễn là hạt bề và lý nè các mọi tục chào ập vào trên rừng đàn lùm o hay chung các lát rừng năm tới công viên bằng phố có tình chiều đại tôi mặt tay ấy nó khi cầu khi ấy nó có quá tinh đại bà có thể ạch má nè nè mà cái tàu mà lấy chân nè xin riêng bởi chân tình trạng dừng cực tạm năng dây ta tụi tu chứ nè bà đằng ngày bằng phố mơ tự ngọc đi tới vì anh ấy bà tiêu xạ sứt đó bằng phố mà cái hai ta bà tiêu bà chân nè nè bà lấy mũi cho này còn gặp chị bà mình dùng chút hoặc chị đòn bờ bằng đài bà lời người đó nè giống như bà tiên chị cho ra tiết bằng bồn mà khi mà đưa ra bà tiên hà liệp bà bọp cà của hóa mà nè chẳng ạ quân bằng bồn là tại tạm tan nơi rồi bà tiên bà tiên tổng tăng sắp bổ ràng khả mai chẳng bà tiên bà tiên